Hello, xin chào các bác nhé. Thì trước màn hình của quý vị anh chị và các bạn thì đây là một cái mẫu xe Ford Escape. Thì các bác trước này ấy, nó là cuối năm 2007 thì Escape nếu mà từ năm 2001 đổ lên năm 2007 thì là cái cần số tự động ấy thì nó là ở trên vô lăng. Thì cuối năm 2007 thì đã được chuyển xuống dưới. Đấy là số thẳng chạy ở dưới, rất là dễ dàng sử dụng. Đó, thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác một cái mẫu xe mới về cửa hàng. Đó là chiếc Escape 2007 số thẳng. Đó, rất là đẹp, cực đẹp luôn. Động cơ 2.3 số tự động, xe trang bị ABS đủ 4 bánh, hai cầu nguyên bản luôn anh chị nhé, còn nguyên luôn. Đây là, đấy, cài cầu đó, cầu cài điện luôn. Và hai túi khí an toàn, gương kính chỉnh điện, bốn kính chỉnh điện đầy đủ hết. Đó, xe thì form dáng rất là đẹp, cái dòng Ford Escape này thì form dáng nó rất là khỏe. Xe trang bị hai cầu động cơ 2.3 thôi. Và mức tiêu hao nhiên liệu của em nó thì nó rất là hợp lý khi chúng ta sử dụng về chạy đường trường, chạy đường rừng, đường đồi núi. Thì đây, trước màn hình của quý vị anh chị và các bạn, đây là mẫu Ford Escape em đang giới thiệu đấy. Với tông màu đen, tên tư nhân. Đấy, tên tư nhân và biển là biển 14A06109. Xe đang có mặt tại salon ô tô số 1 Kinh Môn tại phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Mức cái mẫu xe này thì nó máy số của nó rất là chất luôn anh chị nhá. Động cơ 2.3 nó không như cái dòng V6 3.0 rất là tốn xăng. Cái dòng này thì 2.3 chạy nó rất là thoải mái, nhẹ nhàng và xăng cộ nó rất là ok. Và xăng na răng là na răng 6 chấu. Đấy, na răng 6 chấu này. Phanh đĩa 4 bánh, ABS đủ 4 bánh luôn. Xe trang bị bậc lên xuống và giá lóc là nguyên bản theo xe. Tông sơn si của nó là màu đen nhá. Sơn si của nó rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Rất là đẹp. Đấy, form dáng rất là khỏe. Đây, xe thì đằng sau là có cái kính này. Đằng sau nó cũng mở lên được anh chị nhá. Đấy, kính đằng sau là có cả sấy kính nhá. Đấy, xe thì rất là ok. Thân vỏ đây, các bác này, nghe này. Tôn vỏ của dòng Ford này thì nó rất là bền. Tôn vỏ của dòng Ford thì cực kỳ là bền anh chị ạ. Đấy, form dáng nó cũng bền. Xe thì kiểu dáng có cover 5 chỗ ngồi gầm cao. Đấy, mà cửa tiền bây giờ của nó chỉ có hơn 200 triệu đồng một chút thôi. Đi cái mẫu xe này rất là hay, khỏe khoắn, cực kỳ khỏe luôn. Mặt ga lăng. Đấy, trông cái phần đầu xe các bác nhé, rất là ok phải không ạ? Thì bác nào quan tâm đến mẫu xe Ford Escape mà số mới này, động cơ 2.3, alo cho em nhé. Theo số điện thoại là 0358 286 286. Em Duy Quang, ô tô chất. Thì đồng thời mà nếu mà đây là lần đầu tiên mà các bác đến với kênh YouTube của em, kênh bán xe tại Hải Dương, thì hãy cho em một nút đăng ký kênh và nút chuông ở phía bên tay phải màn hình để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất mà bên em về hàng ngày theo ngày tháng anh chị nhé. Nội thất này nó là zin, ghế da zin nguyên bản luôn anh chị nhé. Da zin này. Đấy, chỗ này ngồi nhiều nó hơi mòn, không sao cả. Xe cũ thì vấn đề này chúng ta có thể ok sàng xe được. Đó, chìa khóa của xe đầy đủ đây. Số thẳng đây, rất là đẹp. Đấy, màn hình điều hòa Z-Zone, hai túi khí an toàn. Đấy, tất cả này, các bạn nhìn này, những cái tiểu tiết trong xe ấy còn nguyên bản, ok. Táp lô, táp ly rất là đẹp. Vô, à cái gì nhỉ, mặt táp lô này vân gỗ này. Đấy, mọi thứ vân gỗ này. Đấy, những cái lẹp phay vân gỗ rất là đẹp luôn. Chân nỉ nguyên bản. Đấy, nội thất đẹp cực kỳ. Đây này. Đấy, táp lô, táp ly khá đẹp. Có nghĩa là về anh chị việc sẵn đi thôi, chả phải làm thêm bất kỳ hạng mục gì cả. Đổ xăng là chúng ta đi thôi. Hai cầu, địa hình nào chúng ta cũng chơi được. Đấy, treo đèo lội suối, em này nó quá ok rồi. Hai cầu còn nguyên anh chị nhá. Đây, cốp mở đây. Đó, rất là hay. Cốp rất là rộng luôn. Đây em nhá, cốp đẹp. Đấy, ghế sau của em nó này, da nhá. Đấy, da đẹp cực kỳ luôn, ngồi rất là mềm mại. Và chủ xe thì giữ xe nó cẩn thận, nó sẽ còn được những cái bộ da
của ghế nó hoàn hảo như này. Đấy, keo chỉ của nó đây, chả mất phân keo chỉ nào cả. Xe thì cam kết với anh chị một điều là không có tai nạn đâm xôi ngập nước gì cả, máy số chạy quá chất luôn, không tai nạn, không đâm va, không ngập nước. Order 19 vạn. Bên em xe có như nào là bán như thế nhá, mặc dù là xe cỏ nhưng không làm phù phép. Order bao nhiêu để nguyên từng đấy. Đấy, xe nó còn đi theo cái chất của xe. Đây lỗ này, đà phát ăn ngay anh em ạ, không hề báo lỗi nhỏ nào nhá. Màn hình ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần khoang máy động cơ. À đây là cái tăng độ sáng của táp lô này, cái đây là bật đèn gầm này, đèn sương mờ này. Đấy, và đây là cái chỉnh mặt gương. Tổng lưng hạ kính auto. Rất là đẹp. Cabli chỗ này nó là lỉ nhá. Da hay lỉ nhỉ? Đẹp cực kỳ luôn. Đấy, không hề có tàn thuốc chấm ở đây cả. Đây, khoang máy của em nó đây. Xe không tai nạn, không đâm va, không ngập nước. Đấy, máy lổ rất êm. Quá êm luôn. Sạch sẽ luôn. Đó. Máy nhá. Đây, máy đây nha, anh chị nhá. Sáng choang luôn, không nát không xước luôn. Đó. Tem mác trên xe, ok. Rồi coi chưa. Cửa tiền đi à. Chỉ với cửa tiền đang được bên em chào bán với mức giá là 225 triệu đồng. Đấy, ABS 4 bánh này. Máy lổ cũng êm luôn. Đó. 225 triệu đồng mẫu phói kép này anh chị nhá. Rồi. Rồi anh chị quan tâm mẫu phói kép này thì hãy alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286. Em Di Quang, ô tô chất anh chị nhé.